Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng xe tải dạo quanh khu bãi cỏ để đi tìm kiếm xe nhé các bạn. Đi ho, let's roll. Tin tin. Tin tin. Ôi mấy bạn ơi, ở đây mình thấy có rất là nhiều chiếc xe đẹp luôn nè mấy bạn. Wow. Còn có mấy dương bi khổng lồ nữa bạn, rất là nhiều dương bi luôn các bạn ơi. Để mình xem nha, ở đây có chiếc xe ô tô cần cẩu nè mấy bạn. Wow, đằng trước đó nè, ở bên hông nó là chú voi cầm lái nè mấy bạn. Đằng sau đó mình có thể xoay qua xoay lại được đó mấy bạn. Đây cái máy xúc nè mấy bạn, có thể xúc bi hoặc xúc khác được nha. Mình hồi mình sẽ dùng chiếc xe ô tô cần cẩu này mình xúc mấy dương bi này nha mấy bạn. Rồi mình để nó qua một bên nha. Còn đây là chiếc xe tải nè các bạn. Đó, đằng sau đó mình có thể mở vô mở ra được nè. Đằng trước nó nè, có hai cái ghế nha. Đó, bánh của nó nè các bạn, có bốn bánh nha. Động cơ còn rất là mượt luôn. Còn đây là chiếc xe container nha các bạn. Đằng trước nó nè, để mình xem đằng trước nha, cũng có hai ghế ngồi nha mấy bạn. Xe này có biển số nè các bạn. À, hai chiếc đều có bản số nha. Rồi mình sẽ dùng xe ô tô gần cẩu này mình xúc những cái viên bi này lên hai chiếc xe tải nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xúc lên nha. Rồi cái xe tải này cũng là đầy các bạn. Bây giờ mình sẽ xúc vô xe container nha nha. Rồi bây giờ cũng đã đầy hai chiếc xe rồi nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ chạy đi về nhà nha. Tin tin. Rồi bây giờ cũng đã về nhà tới nhà nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đổ những viên bi này xuống nha mấy bạn. Rồi tới lượt chiếc xe container này nha.